Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Bởi vậy, lẽ ra Napoleon nên nói là từ không thể chỉ tồn tại trong từ điển của những kẻ ngốc mà thôi. Không qua bài bản, không quen biết ai, thì cách duy nhất chính là nhờ vào bản thân. Không có gì ngoài sự cố gắng. Khi mà mình thành công là người khác phải nể mình, chứ không nghĩ mình là như thế này như thế kia. Sợ tôi xứng đáng mà. Suốt ngày tôi bị ám ảnh bởi sự cố gắng và xứng đáng, cho nên là cứ đâm đầu mà làm việc. Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch với cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai. Và sau này thì mẹ mà anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh đéo quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng, anh nói thẳng luôn, bây giờ anh là thằng có tiền. Thế thôi, đéo nói gì, đéo đếm xỉa gì cả, thích nói đéo gì thì nói. Mình lo được cho mình lo được cho gia đình mình lo được cho mẹ mình. Khi mà mẹ mình về già dần rồi, con mình lớn lên dần rồi, gia đình nó đề huề hạnh phúc, có của ăn của để, thế là được. Đéo cần phải trả lời em, người ta tự hiểu. Rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự nịnh em. Em có tin không? Địt mẹ mà cuộc sống nó buồn cười vãi lộn như thế. Có những người ngày xưa đéo coi anh ra một cái gì cả. Có những người cả chục năm đéo giờ liên lạc. Đã có ước mơ ấy thì phải thật sự cố gắng. Đừng để sau này khi nhìn lại tuổi trẻ phải dùng những từ giá như. Chào người lạ, bạn khỏe chứ? Đời mãi thì mới được đăng cái clip này gửi đến bạn đấy. Các bạn hãy thử để tay lên ngực và tự hỏi nha. Nếu bạn là người khác, bạn có muốn yêu một người giống như bạn không? Bạn ơi, sắp thi rồi phải không? Cố gắng lên nha, cố gắng học bài lên nha. Fighting, fighting, fighting. Fighting, fighting, fighting. Phải học bài thi cho thật tốt đó. Chúng ta dặn các bạn vài điều trong học tập. Một, các em muốn học giỏi, các em muốn học vọng thì làm thêm vài việc. Một, lúc nào ngồi học cũng ngồi với cái lưng thật thẳng, các em đọc rất tốt. Điều thứ hai, tối nay về sắp xếp lại trên cái bàn học, các em sẽ thấy bạn học càng nghiêm túc thì các em sẽ càng học nghiêm túc. Nói với ba má con này, ba má đầu tư cho con cái bàn học, con sẽ học tốt. Chuyện thứ ba, ghi danh một cái câu thù lên, dán lên trên bàn học. Câu gì là của các bạn, câu gì có động lực mà dán lên bàn học, nhìn vào câu đó các bạn sẽ có sức mạnh, nhớ. Cái tên từ thứ tư, tâm ở đâu, năng lượng các bạn ở đó. Lúc học thì làm ơn hãy dồn cho cái tâm vào. Thì đơn giản là gì, nhiều người vào có tuổi đời nhưng không học được gì hết, vì sao? Cái tâm của họ không nằm ở bàn học. Tuổi trẻ nó là một thời gian rất là đẹp. Nếu mà để nó trôi qua một cách không có gì đáng nhớ thì nó sẽ rất là phí. Và chắc chắn là sau này mình sẽ tiếc nuối rất là nhiều. Vậy thì thay vì mình sau này mình sẽ tiếc nuối thì hãy làm gì đó để sau này mình nghĩ lại thời trẻ của mình mỉm cười, mình cảm thấy ok, mình có những ngày trẻ thật đẹp. Mình đừng có bỏ cuộc, nói chung là áp lực tạo nên kim cương. Nếu muốn trở thành kim cương thì chúng ta hãy đón nhận những áp lực, những thách thức để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn. Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi, nếu bạn không thể đi thì hãy bỏ. Nhưng cho dù bạn đang làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Hãy luôn tự nhủ với bản thân, bạn có thể kém thông minh, kém hơn người khác với xuất phát điểm, nhưng bạn phải nỗ lực gấp 3 lần, gấp 4 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tôi chưa tìm ra được cách nào tốt hơn bằng việc nỗ lực, bằng sự kiên trì. Chị
thấy rồi, chị thấy rõ ràng là khi con người ta phải trải qua, phải ý thức được rằng là cuộc đời chúng ta rất là hữu hạn. Chúng ta cũng không biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra và mình có thể tiếp tục nó cái cuộc sống này bao lâu nữa. Cho nên là hãy mỗi lần mà mình áp lực quá, mỗi lần mà mình cảm thấy mình chơi vơi trên cái hành trình của mình quá, hãy nhớ rằng là mình đang rất là may mắn. Mình có gia đình, mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, mình có rất nhiều thứ so với những bạn ngoài kia đang khao khát. Cho nên hãy quý trọng những gì mình đang có và nỗ lực thật nhiều. Đừng bao giờ vì sự lười nhác của bản thân ở hiện tại mà cho rằng là cái mình đang phải vượt qua là nó rất lớn, mình không thể vượt qua được. Mà hãy bình tĩnh và mạnh mẽ để có thể chinh phục được từng cái chán nản, từng cái trì trệ mà mình đang có. Nếu như mà chúng ta không lớn lên trong một gia đình giàu có và có một vẻ ngoài xuất sắc, vậy thì chúng ta cần sức kiên trì và sự nỗ lực các bạn ạ. Chúng ta cần phải cố gắng, kể cả khi hoàn cảnh nó không cho phép chúng ta. Nhưng mà phải vượt qua cái điều đấy thì chúng ta mới cảm nhận được một điều rằng tất cả mọi thứ nó đều có cái giá của nó hết. Đôi khi sinh ra thiệt thòi một chút, nó lại là một cái bàn đạp rất là lớn để chúng ta nỗ lực. Mình đừng có bỏ cuộc. Nói chung là áp lực tạo nên kim cương. Nếu muốn trở thành kim cương thì chúng ta hãy gọi là mình đón nhận những áp lực, những thách thức để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn. Chỉ cần là mình cùng nhau qua bao núi sông biển sâu. Chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn. Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời, là biết bao chân trời. Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới. 나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어. 온 세상이 너무나 캄캄해 매일 밤을 울던 날. 차라리 내가 사라지면 마음이 변할까. 모두가 날 봐. Those times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working and you don't want to push yourself, you're so tired, but you do it anyway. That's actually the dream. That's the dream. Con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Con hiểu không? Cho dù xuất phát điểm của em có như thế nào đi chăng nữa thì tương lai vẫn phải tỏa sáng như ánh mặt trời. Hãy lấy sự cố gắng ngày hôm nay đổi lấy cuộc sống mình mong muốn sau này. Quý thời gian luôn luôn công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy, hãy để thời gian nói lên sự cố gắng của bản thân bằng cách này hay cách khác. Bước chân đến nơi cao nhất, đứng cùng với những người xứng đáng nhất và sống cho những gì mình cần nhất. Cô chúc em những điều tốt đẹp nhất nhé. Chị thấy rõ ràng là khi con người ta phải trải qua, phải ý thức được rằng là cuộc đời chúng ta rất là hữu hạn. Chúng ta cũng không biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra và mình có thể tiếp tục nó cái cuộc sống này bao lâu nữa. Cho nên là hãy mỗi lần mà mình áp lực quá, mỗi lần mà mình cảm thấy mình chơi vơi trên cái hành trình của mình quá, hãy nhớ rằng là mình đang rất là may mắn. Mình có gia đình, mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, mình có rất nhiều thứ so với những bạn ngoài kia đang khao khát. Cho nên hãy quý trọng những gì mình đang có và nỗ lực thật nhiều. Đừng bao giờ vì sự lười nhác của bản thân ở hiện tại mà cho rằng là cái mình đang phải vượt qua là nó rất lớn, mình không thể vượt qua được. Mà hãy bình tĩnh và mạnh mẽ để có thể chinh phục được từng cái chán nản, từng cái trì trệ mà mình đang có.